luôn. Ghê. Đi câu được bớ ghiền mọi người. Nói rủ đi câu nữa. Mới giờ tới chỗ xuống cần mọi người. Mưa chưa giờ luôn. Giờ còn rắc rắc râm râm hoài luôn. Cá lên móng mà không chịu ăn. Nhịp nhá không à. Rồi. Bự luôn. Quá đã. Con nó câu rắn rồi, lại đây là câu nè, nó gỡ luôn mọi người, thấy dính cá xách thùng rồi, chưa, xách luôn đây luôn, xách tới đây con, ui, rồi. Gì nữa, vỉa, vỉa chưa gị. Vỉa ngã mất tiêu rồi. Vậy nhịp nhịp cái nhã không dính cua biển nữa hả? Cua biển bự không? Yeah.
cua biển nữa hả? Cua biển hoài. Đâu con gỡ thử ra được không? Bữa nay biết móc mồi rồi gỡ cá luôn rồi. Ồ, dính thác lát luôn, ghê. Hả? Ừ, con này bự hơn nè. Mấy rồi? 3, 2, 4 4, 4, 4 Ừ, dữ ta. Lát hả? Đâu? Dữ quá ta. Lên nè. Dữ quá. Lên rồi Bi ơi. Cá chịu vía không à. Nhích cho nhích cho nhích quá. Rồi đứng khâu luôn. Vía nhã không. Hết mồi quá. Lúc này bự nè. Lên mọi người. Kỳ kỳ nhã quá. Màu yên. Mất rồi. Chán. Đây. Chuyển quá rồi. Giờ về nha mọi người. Chào mọi người nha. Hai cái con về nha. Mưa quá. Chuyển mưa đen đầu hết rồi mọi người ơi. Đổ cá ra cho mọi người xem nha. Đi câu được một bữa cái ghiền rủ rồi ha. Mưa gió cũng rủ đi. Bây giờ thêm thằng nhỏ đòi đi. Nhiều cá mọi người ơi. Có lúc đầu câu mưa quá không có quay luôn. Chỉ sau hết mưa mới quay. Xin chào mọi người nha. Mọi người video khác mọi người. Được mấy con bự rồi. Bốn năm con bự rồi. Còn nhỏ nhiều. Vô biển.